bộ này cũng chỉ là một cái bộ hiện giờ ha, tham mơ hiện giờ cơ ha. Thì cái thằng này người ta có nhiều loại ha, có loại loại nấc 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 á, còn loại này là loại dung. Dung thì ngày một lần dung của nó, cái nấc dung này nè ha, thì nó chia đây nè, nó chia vạch ở đây. Đó, thì khi mà mình đặt cái thời gian đây thì nó xoay nó tác động vào cái ngàm đây nè, ở đây nó có một cái ngàm, thì nó sẽ on lên ha, on lên giống như một cái thằng này nó giống như một cái công tắc vậy ha, công tắc nè ha. Khi mình qua đây mình bật thì nó on nè ha, khi nó tác động tới đây nữa thì nó off nè, lần thứ nhất thì on, lần thứ hai off, on off on off như vậy á. Cái này thì nó cấp nguồn vào ha, cấp nguồn vào đây mình đang cấp nguồn vào đây, sẽ cấp nguồn vào cho nét một nè ha, đó rồi sẽ cấp nguồn vào cái chân đấy, chân nét hai ha, đó sau cái điện thoại mình nó để mình thử quay nét được đây nè ha, mình sẽ cấp nguồn nè, nguồn nè đi vào chân nét một ha, này đi vào chân nét hai, cái vị trí này ha, vị trí này mát đây mình com trực tiếp bên đây luôn, tại đây luôn ha. Thì thằng S2 với thằng L2 nó thông thông nhau ha, thông với nhau á. Còn cái chân F1 với chân L1 á, thì khi mà thằng này tác động ha, này đã tác động thì thằng S1 nó thông qua thằng L1 này ha. Thế thằng này mình sẽ đi qua khởi ha. Cấp vào cái thằng con A1 của khởi nè. Thằng mát này mình cấp chung rồi ha, mát này mình cấp chung rồi. Đó. Này nó có thể chạy, đây mình gọi là chế độ chạy tay ha, khi mình xoay đây nè ha. Chạy tự động thì mình cứ đặt, giả sử bây giờ mình canh ở đây là mấy giờ vậy ha, mấy giờ thì mình canh cái nấc thời gian của mình nè, vào cái vị trí tam giác này, thời gian hiện tại của mình á, sau đó mình muốn mấy giờ bật thì mình cứ zoom ở đây ha, đây nó có 24 giờ thì mình cứ zoom cái nấc bật vào đây ha, zoom cái nấc vào đây thì nó sẽ đá vào cái ngàm này ha, cứ đá vào cái ngàm này thì nó tác động thôi ha. Còn nó do cứ giống như một cái công tắc vậy thôi ha. Ở đây mình đang vặn tay thì cái thằng này nó xoay xoay đến đây thì nó đá vào cái ngàm này, đá vào cái ngàm này nên sơ đồ này, thằng này cấp nguồn vào đây ha, mát thì đi chung qua đây rồi ha, thằng này thì cấp nguồn lên cỡ thôi, hút bục 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 bục.